Sau 2 tháng thi công, EC Việt Nam phối hợp với Quỹ ban nhân dân huyện Kiên Lương tổ chức lễ bàn giao dự án trạm đọc măng non tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Trị, huyện Kiên Lương. Công trình được xây dựng tổng kinh phí 420 triệu đồng do công ty xi măng EC Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành như công ty trách nhiệm hữu hạn Kingspan, công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Pen Việt Nam, công ty cổ phần cơ điện lạnh RE, công ty cổ phần điện máy REE Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn công trình xanh Green Việt, Hội đồng công trình xanh Việt Nam triển khai thực hiện. Mục tiêu của công trình nhằm mang đến một không gian sinh hoạt và học tập an toàn bền vững cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Trị, huyện Kiên Lương.